Hello, xin chào bà con Đầm Dơi Cà Mau nha. Hôm nay mình thông báo cho bà con một tin vui, đó là đã có thêm một trang trại thành viên mới tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Bà con mình lại có thêm một điểm tham quan học hỏi mô hình chăn nuôi sao. Trang rất tiềm năng này, anh bản quê ở Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Anh là một công chức nhà nước nhưng anh lại có niềm đam mê rất là lớn với nghề chăn nuôi, đặc biệt là nuôi những con vật mang giá trị kinh tế cao. Sau một thời gian tìm hiểu thì anh nhận thấy mô hình chăn nuôi sao rất có tiềm năng phát triển. Nuôi sao sinh trưởng tốt, ít dịch bệnh, tối ăn tạp và gian cỏ nhưng ăn rất ít, rất là thích hợp với vùng đất quê mình, nên anh vừa cần 400 km từ Đầm Dơi đến tận trang trại của giống miền Tây ở Tiền Giang để tham quan và mỗi mô hình chăn nuôi sao. Khi đến với trang trại của giống miền Tây, anh được kỹ viên mình hướng dẫn xây dựng chuồng trại sao giống thật nè, nhằm bảo đảm an toàn cho hô nhưng tiết kiệm chi phí. Các bạn kỹ viên mình cũng hướng dẫn cho anh cách chọn con giống sao giặt hiệu quả cũng như cách chăm sóc hô sao sinh sản và hô sao trong thời kỳ ra nhung. Sau khi đã đập đủ kiến thức cho mình và cùng với sự tư vấn nhiệt tình và uy tín trong lĩnh vực cung cấp hô giống gần 10 năm qua của anh em tụi mình, đã có an tâm và ký hợp đồng với mình. Đầm Dơi là huyện của Cà Mau với vùng chuyên canh nuôi tôm từ rất lâu đời, hướng công nghiệp nhưng năm nay thì lợi nhuận không còn như trước nữa, thậm chí là thua lỗ. Hô giống miền Tây mong rằng mô hình hô sao sẽ giúp bà con nơi đây ổn định thu nhập, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Sau một thời gian lựa chọn giống thì ngày mai anh em tụi mình cũng chuyển chuyển giao giống về cho anh, vì đường khá là xa, anh em chuẩn bị rất là kỹ, bên mình cũng chịu mọi rủi ro trong quá trình nhận luôn, bảo đảm an toàn cho mọi chú hương khi đến về chuồng. Sau khi hơn 7 tiếng di chuyển thì lần lượt chú hưu sao sẽ khỏe mạnh sẽ được thả vào chuồng cách an toàn, nên mình cũng rất là vui. Bên mình cũng sẽ bàn giao kỹ thuật nè, các loại giấy tờ xuất xứ nguồn gốc cho anh. Cuối cùng quan trọng nhất không thể nào quên, đó là ký hợp đồng bảo tồn sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật 24/7 cho bà con mình trong suốt đời chăn nuôi. Chúc cho anh Bảnh cho mô hình trong nha, bà con mình quan tâm đến mô hình chăn nuôi sao hãy đến ngay trang trại giống miền Tây. Rất vinh hạnh được đón tiếp bà con mình nha.